nói là sao dạo này thay đổi thế. Đó. Vậy là chúng ta đã bán được cái hình ảnh. Đúng không ạ? Và ở CBD không phải là hình ảnh ăn mặc đẹp, không phải hình ảnh com lê cà vạt, mà cái hình ảnh từ nội tâm, từ con người chúng ta lớn hơn. Đúng không cả nhà? Đó là cái mà thực sự chỉ có CBD mới đem lại cho chúng ta những cái giá trị đó. Và bán cái niềm tin, bán ước mơ. Khi các anh các chị đi trao, có những người nói là không, tôi dùng rất nhiều sản phẩm rồi, không, tôi khỏe mạnh rồi. Nhưng họ cần có niềm tin vào sản phẩm thì họ vẫn phải dùng một cái gì đó để họ trải nghiệm. Sau đó thì sao ạ? Chúng ta bán tiếp tục cái con đường, cái cơ hội cho họ. Chứ không phải là chỉ có đúng sản phẩm. Vậy thì chúng ta có giàu có không ạ? Chúng ta là những người vô cùng giàu có, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có những cái mà thực sự không phải cơ hội kinh doanh nào cũng có, mà đặc biệt là kinh doanh truyền thống thì không bao giờ có. Đúng không cả nhà? Tại sao vào đây chúng ta được phát triển bản thân, phát triển tư duy, có tầm nhìn? Bởi vì chúng ta phải thay đổi được như vậy, chúng ta được nâng giá trị của chúng ta lên được như vậy thì chúng ta mới có những cái bán nó rộng hơn và các cấp độ bán của chúng ta cao hơn. Đúng không cả nhà? Vâng, xin mời các anh chị chia sẻ tiếp và thảo luận tiếp về những cái giá trị đó, những cái mà cấp độ bán đó thì chúng ta ăn vừa chia sẻ qua thôi. Bây giờ rất mong là các anh các chị chia sẻ từng cái cấp độ bán một. Nào xin mời ạ, bán hàng. Bán sản phẩm ấy, thì là chúng ta bán như thế nào? Nào xin mời ạ. Các anh chị đi ạ. Nào xin mời. Tôi Rồi, xin mời Nguyễn Yến. Bạn chào xin các anh mời. chị em. Chúng ta thì bắt đầu ai cũng là người mới, thì người mới thì thường thường là mang sản phẩm đi bán. Bán sản phẩm thì chúng ta mới tiếp cận được với khách hàng, và khi tiếp cận được cái khách hàng mà khách hàng dùng có kết quả rồi thì chúng ta mới bán được những cái khác. Để bán được có kết quả rồi thì có niềm tin, và có kết quả rồi thì chúng ta sẽ vẽ ra là về ước mơ. Rồi thì những cái tiếp theo đó thì đầu tiên chắc chắn là phải bán sản phẩm đã. Sản phẩm đi đến cơ thể của khách hàng rồi, khách hàng tiếp nhận rồi thì chúng ta sẽ bán được nhiều thứ khác. À, các anh chị mới cứ tự tin thì ai cũng như ai ạ. À, mới đầu đầu tiên đều là người mới cả mà. Rồi Chính chúng ta cứ bán rồi nè. nhưng cái việc bán sản phẩm đầu tiên có phải bán cho bản thân chúng ta không ạ? Chuẩn là bán cho chúng ta đầu tiên. Cái việc mà bán cho chúng ta là việc vô cùng quan trọng, bởi vì nhiều người cứ nghĩ là không cần và để người bên cạnh hoặc bán được đã thì làm sao có niềm tin, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn Nguyên Yến rất là nhiều. Xin mời người tiếp theo đi ạ. Xin mời các anh chị ạ. Xin chào thủ lĩnh Nhân An, xin chào mọi người. Vâng, em chào chị. Là hôm nay cái chủ đề nó rất là mới mẻ đối với mình. Có lẽ là cũng đã nghe nói nhiều rồi. Nhưng mà nói về 7 cấp độ bán hàng thì mình cũng chưa 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 có đọng lại trong đầu nhiều. Nên là hôm nay rất là thú vị với cái chủ đề này. Cũng mong được các anh chị em chia sẻ để mình cũng có thời gian để mình tìm hiểu nhiều hơn về những cái cấp độ bán hàng này trong CBD, và thấy được cái điểm đặc biệt vô cùng của cái bán hàng trong CBD. Thì mình cái từ mà network marketing ấy, thì chúng ta bảo đấy là chính là bán hàng đỉnh cao, bán hàng đỉnh cao. Nhưng mà nhiều công ty người ta cũng có cái mô hình bán hàng như vậy. Vậy thì cái điểm khác biệt của CBD là gì? Thì như các anh chị em vừa chia sẻ, thì có rất là nhiều điều đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm,
mà chúng ta bán cái một cái phong cách sống khỏe mạnh cho mọi người, để giúp cho mọi người có một cái sức khỏe tốt và một cái phong cách sống chủ động, tự tin và thành công trong cuộc sống. Và mình muốn ở đây, mình muốn chia sẻ một cái điều mà mình cảm nhận được, đó chính là từ khi bắt đầu làm CBD đến bây giờ thì mình luôn luôn ấn tượng với cái giá trị cốt lõi mà tập đoàn hướng đến, đó là thực sự CBD, thực sự khoa học và thực sự vì con người. Thì cái mọi người vừa chia sẻ về 7 cái cấp độ bán hàng trong CBD thì mình càng thấm thía cái giá trị cốt lõi này, đặc biệt là cái giá trị cuối cùng, giá trị vì con người, thực sự là thực sự vì con người. Và trong tất cả các cái bài giảng của bác Minh chia sẻ thì mình thấy rất rõ cái điều đó. Và hôm nay có nghe một cái bài giảng rất là tuyệt vời về 7-9 cái dòng sản phẩm Ascension. Nếu như chúng ta chỉ nghe mọi người nói về Ascension đơn giản thôi thì mà mình cũng hôm nay mình mới thực sự là hiểu được là cái Ascension ở đây nghĩa là gì, cái dòng sản phẩm Ascension là gì, thì càng hiểu hơn cái giá trị cốt lõi mà tập đoàn hướng đến. Tức là họ không chỉ hướng tới những người có thu nhập cao, mà tập đoàn chúng ta còn hướng tới những người có thu nhập thấp, để tất cả những người dù ở trong cái điều kiện như thế nào thì họ cũng có được cái cơ hội để sử dụng cái sản phẩm tốt nhất. Đó, tùy theo cái điều kiện của mình. Thực sự là rất là gọi là như thế nào. Ở đây như thủ lĩnh Nguyễn An nói là bán niềm tin và cái sự kính trọng. Đó, thì càng ngày càng khám phá về CBD, càng khám phá về tập đoàn thì mình càng thấy cái điều đó nó vô cùng vô cùng tuyệt vời, vô cùng có ý nghĩa đối với bản thân mình, và mình cảm thấy đây là cái con đường đúng đắn mà mình đã lựa chọn. Thì quay trở lại cái vấn đề mà chúng ta đang trao đổi ấy, thì đúng là cái cấp độ đầu tiên là chúng ta nói là bán sản phẩm. Thì bất cứ một cái tập đoàn nào, dù kinh doanh mặt hàng nào, muốn có tồn tại được thì họ phải chú trọng đến cái việc tăng doanh số bằng cái cách nào đó. Đấy, và tập đoàn sức khỏe CBD cũng như vậy, họ cũng hướng tới cái việc mà tăng doanh số nhưng bằng một cái cách vô cùng khoa học và bằng vô cùng khoa học và vô cùng thông minh và nhân văn. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh ở cái điều này. Thứ nhất là cái sản phẩm mà nó có một cái sự độc đáo vô cùng. Đó, và chúng ta đã bàn đến cái vấn đề này rồi. Đó, thỏa mãn 8 cái tiêu chí, 8 cái tiêu chí, đúng không ạ? Khi mà cái dòng sản phẩm của chúng ta vô cùng độc đáo và chuyên biệt. Thứ hai nữa là cái chính sách, cái chương trình trả thưởng cho những người tham gia vào cái việc bán hàng này, nó cũng rất là nhân văn và thông minh. Nó chưa từng có ở một cái tập đoàn nào mà mình biết. Nó giúp cho con người ta có cái động lực để người ta làm cái công việc này. Thì cái việc bán sản phẩm tuy là nó là cái cấp độ đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng. Và như Nguyễn Yến và thủ lĩnh Nguyễn An cũng vừa chia sẻ đó, thì cái khách hàng đầu tiên đó chính là bản thân mình. Cái việc bán hàng cho mình nó vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta không trở thành người mua hàng đầu tiên và không được bán được hàng cho mình, không trải nghiệm sản phẩm, thì chúng ta không thể thấy được cái sự độc đáo của sản phẩm, không thể hiểu được cái giá trị của sản phẩm để chúng ta đi chia sẻ với mọi người. Và ở đây là chúng ta không phải là mời chào để mọi người mua cái sản phẩm đấy, mà chúng ta chia sẻ để mọi người hiểu được cái giá trị của sản phẩm đấy, hiểu được những cái tâm huyết của những người tạo ra cái sản phẩm đấy để mọi người đón nhận cái cơ hội và sử dụng cái sản phẩm đó cho mình. Thì mình thấy là cái cấp độ tuy là đầu tiên nhưng nó cũng rất là quan trọng và vô cùng tuyệt vời. Nó khác biệt so với những cái công ty khác, tập đoàn khác đó. Thì cái điều nữa để cho thấy là cái giá trị cốt lõi nó đã được thể hiện ở cái cấp độ thứ hai nữa, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều dòng sản phẩm, đặc biệt là dòng sản phẩm chức năng thì tồn tại ở có rất là nhiều dòng sản phẩm chức năng. Thế nhưng mà cái độc đáo của sản phẩm của chúng ta đó chính là nó dựa trên một cái nền tảng khoa học, nó là dựa trên những nghiên cứu mang tính nghiêm túc của khoa học và rất sáng tạo của các nhà khoa học Nga.
và nó thể hiện ở cái chương trình chăm sóc, ở chương trình chăm sóc sức khỏe đó. Thì ở đây cái mình bán nó không chỉ đơn giản là sản phẩm, mà chúng ta khi bán sản phẩm thì chúng ta phải nắm được cái chương trình chăm sóc sức khỏe của CBD để chúng ta truyền đạt tới tới khách hàng, để giúp cho họ có thêm cái niềm tin để họ sử dụng cái sản phẩm đó và đạt được cái hiệu quả. Thì mình, và một cái điều đặc biệt nữa ở đây đó chính là cái cơ hội và con đường. Bất cứ ai mà muốn đem lại những cái điều tốt đẹp, những cái giá trị cho con người ạ, thì chúng ta thấy đều đây là một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời, không chỉ để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình, làm chủ sức khỏe của chính bản thân mình, mà còn là cái cơ hội để chúng ta có thể kinh doanh một cách chân chính. Và muốn hiểu nó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh này thật sự thấu đáo, về cái ngành kinh doanh theo mạng và cái chính sách của công ty, cũng như những cái tư cách pháp nhân đấy, cái những cái mà tập đoàn của chúng ta được cấp phép ở trên thị trường Việt Nam như thế này, để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ một cách rõ nhất cái cơ hội và cái con đường để cho mọi người có thể làm chủ cuộc sống của mình. Thì và đặc biệt là một cái nữa, còn ba cái mình chưa kịp ghi nên là cũng chưa nhớ, nhưng mà mình rất là ấn tượng về cái việc là ở đây cái cấp độ bán hàng mà mình nghĩ là cao nhất đó chính là cái bán đi cái phong cách sống của mình, cái một cái phong cách sống chủ động, năng động, hiện đại, và vì con người. Thì ở đây anh muốn nói là tất cả những cái sản phẩm của công ty á, là cũng có rất là nhiều lần nói với anh chị em rồi, cái sản phẩm của công ty nó chỉ là cái công cụ bên ngoài thôi. Nhưng ở đây nếu như chúng ta muốn thực sự thành công trong CBD á, thì chúng ta phải tạo ra cái công cụ tâm lý, công cụ bên trong con người mình. Đó chính là chúng ta tạo ra một cái phong cách sống, một cái phong cách sống của chúng ta nó không chỉ thể hiện ở những cái kiến thức về sức khỏe, những cái kỹ năng để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người những cái kiến thức đó, mà điều quan trọng hơn nữa đó chính là cái cách chúng ta ứng xử đối với mọi người xung quanh. Chúng ta trong cái cách chúng ta ứng xử với mọi người xung quanh, như thủ lĩnh Nguyễn An nói rất là đúng, nó không chỉ là cái hình thức của chúng ta trong cái cách ăn mặc của chúng ta, mà điều quan trọng hơn nữa đó là cái đối nhân xử thế của chúng ta trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta có thể biến được những cái sản phẩm của công ty nó làm thay đổi cái thế giới tâm hồn bên trong chúng ta, cái phong cách sống của chúng ta, để chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, có ý nghĩa hơn trong CBD, thì chúng ta sẽ thành công với CBD. Thì ở đây cái chủ đề này hôm nay rất là tuyệt vời, nhưng mà mình cũng với kiến thức hạn hẹp và chưa tìm hiểu nhiều, nên là mình chỉ muốn nói đến bốn cái cấp độ vừa rồi thôi. Mình rất là tâm đắc với cái cách bán hàng của CBD, và có lẽ là sau đây là mình cũng sẽ tập trung để làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái việc bán hàng. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, em cảm ơn chị Hạnh. Cả nhà thấy vô cùng tuyệt vời không ạ? Đó, chúng ta phải biết là chúng ta đang bán cái gì, và mỗi ngày chúng ta phải nâng cái cấp độ của chúng ta lên. Mới vào thì chúng ta sao ạ? Bán sản phẩm cho chính bản thân chúng ta, để chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm. Sau đó thì chúng ta sao ạ? Mới đi chia sẻ và lấy những cái kết quả của khách hàng đó. Thì đồng thời vừa có kết quả của khách hàng thì chúng ta lại phải bán cái chương trình. Khi mà khách hàng có kết quả trải nghiệm rồi thì phải bán chương trình chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Chỉ có tập đoàn sức khỏe Severi mới có chương trình chăm sóc sức khỏe bản quyền là thanh lọc dinh dưỡng cân bằng. Đó, chúng ta nâng dầm cái cấp độ bán hàng lên. Và khi nào chúng ta đạt được đến cái cấp độ 7 là bán niềm tin và bán sự kính trọng. Đó. Thì lúc đó còn còn lo lắng gì cái việc là chúng ta làm đa cấp không ạ? Tất nhiên mình không đi dẹp hết tất cả được những cái tư duy của nghĩa là cái suy nghĩ, cái nhìn của xã hội, nhưng với bản thân chúng ta và những người thấu hiểu chúng ta, đúng không ạ? Họ thấy con đường của chúng ta vô cùng tuyệt vời, và họ thấy là từng ngày chúng ta chăm sóc chính bản thân chúng ta, chăm sóc gia đình chúng ta, và chăm sóc để cho những người mà đón nhận cái giá trị mà chúng ta trao ấy, thì họ cũng hàng ngày được
sao ạ, nâng tầm lên. Vậy là cái công việc bán hàng của chúng ta vô cùng ý nghĩa đúng không cả nhà? Khi chúng ta bán hàng cho tất cả các khách hàng thì đồng thời chúng ta cũng bắt đầu định hướng và kết nối họ vào hệ thống kinh doanh. Vậy là họ lại bắt đầu hoàn thiện cái việc bán hàng đến cấp độ 7. Vậy thì mỗi ngày khi chúng ta gieo cái hạt giống Seberi đến một người nào đó thì chúng ta đã hình dung ra cái việc họ đón nhận và họ cũng sẽ dần dần hoàn thiện đến cấp độ bán hàng thứ 7. Vậy là giá trị của họ được hàng ngày thay đổi và nâng lên. Vậy thì chúng ta thì sao ạ? Chúng ta cũng dần dần nâng cái cấp độ của chúng ta lên và chúng ta cảm thấy hàng ngày chúng ta vui hơn, nhiệt lượng hơn, đam mê hơn và ý nghĩa hơn. Cả nhà thấy đúng hay rất đúng ạ? Đó, đấy là cái giá trị mà chỉ có đúng là CBD mới cho chúng ta hàng ngày nâng cái giá trị của mình lên và giúp những người khác hàng ngày cũng nâng cái giá trị của họ lên. Chứ không phải bán sản phẩm đi, bán đi để được doanh số là bao nhiêu. Tất nhiên doanh số là vô cùng quan trọng với tất cả các công việc bán hàng đúng không cả nhà? Nhưng bên cạnh cái doanh số thì chúng ta phải nâng tầm giá trị của những người đi theo chúng ta lên. Thì lúc đó cái giá trị của chúng ta mới thấy nó thực hiện được, hiện thực hóa như thế nào. Rồi, em cảm ơn chị Hạnh vô cùng nhiều. Một cái phân tích thực sự là cụ thể. Xin mời những anh chị em tiếp theo đi ạ. Xin mời cả nhà. Xin mời các anh, các chị có những tôi. Cái chia sẻ. Vâng, em xin mời chị Miền. Tôi xin chia sẻ như thế này. Nhưng mình muốn, trước khi mình muốn bán hàng là mình phải bán cho mình trước. Mình mới sử dụng qua là nó thấm vào thịt, vào xương mình để cho mình hiểu được sản phẩm. Giống như là mình hiểu những đứa con của mình. Mình phải yêu sản phẩm giống như yêu người thân của mình. Là mình sử dụng xong là mình mới biết là mình có niềm tin rất là đúng đắn. Là mình mới biết cách để đi bán hàng và chia sẻ cho mọi người để có một sức khỏe tốt như mình. Thì theo mình thì như vậy đó. Rồi, thì, xin mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chị Miền, vô cùng tuyệt vời. Như cô An cho tôi hỏi sao có một khách hàng tôi cho uống trà số 1 mà người ta bị đi tiểu không được là lý do sao cô? Họ uống bao nhiêu ạ chị? Bao nhiêu gói và uống bao nhiêu lâu ạ? Một ngày 4 gói uống được 5 ngày ạ. Và ngày thứ mấy thì họ bí tiểu ạ? Ngày thứ 3 là người ta không đi tiểu được, đi tiểu khó. Bắt đầu cái thực sự là cái trà số 1 là trà thải độc gan thận. Vậy thì họ có vấn đề về thận thực sự. Nếu mà họ, nghĩa là đi tiểu khó thôi nhưng chưa phải là bí hẳn đúng không ạ? Đi tiểu khó. Và một cái nữa là họ là nam hay nữ ạ? Nữ. Họ có đau tức không ạ? Không đau tức nhưng mà điều đi khó. Ok. Vậy cũng có, hôm nay chị Mơ lại không lên đây. Có một cái trường hợp khách hàng của chị Mơ là nữ. Họ uống hình như một tuần hay hai tuần gì đó, bắt đầu họ tức ở dưới âm hộ, đi tiểu rất khó. Và đến bệnh viện siêu âm thì không thấy cái gì. Và cuối cùng cả nhà biết làm sao, họ tức quá và họ thò tay vào thì là một viên sỏi được rơi ra. Đó. Bởi vì họ uống cùng với cả Limphosan Comfort. Đây tôi cũng có cho uống Limphosan nữa. Vậy thì chị vẫn cứ cho họ uống bình thường đi ạ. Và nói với họ là kiên trì, trừ khi bí tiểu quá thì vẫn phải đến bệnh viện. Biết đâu một cái biểu hiện cấp tính nào khác nó trùng hợp khi chúng ta uống sản phẩm. Cả nhà chú ý không ạ? Chị Miền hiểu ý không ạ? Nghĩa là có thể là một cái bệnh cấp tính khác khi chúng ta dùng sản phẩm. Nhá. Nhưng mà họ vẫn đi tiểu được và họ không có cái khó chịu quá ở bàng quang thì vẫn cho họ uống bình thường đi ạ. Đúng không chị? Rồi. Em xin đó. Cảm ơn. Và động viên họ, đấy là cái thải độc. Nhưng nói là nếu thực sự bí,
Bởi vì riêng cái bí tiểu chúng ta không để được lâu đúng không cả nhà? Thì họ phải đến bệnh viện, họ kiểm tra xem làm sao. Lỡ có một cái biểu hiện cấp tính nào của họ trùng lặp trong cái thời gian chúng ta dùng cho họ dùng sản phẩm. Đó. Em cảm ơn chị Miền, vô cùng tuyệt vời. Mỗi ngày, mỗi cái câu phát biểu của chị Miền nó đem lại cái giá trị rất là nhiều. Chúng ta dùng sản phẩm để yêu sản phẩm như những đứa con, và chúng ta nâng dần cái giá trị đó lên, và chúng ta chia sẻ, chúng ta hình dung như thế nào khi chúng ta nói về một đứa con vô cùng đáng yêu, vô cùng tuyệt vời của chúng ta với những người xung quanh. Vậy thì chúng ta nói sản phẩm cũng như vậy, nhưng sao ạ? Ở các cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên là chúng ta yêu, là yêu những đứa con chúng ta sinh ra. Sau đó hàng ngày chúng lớn lên, hôm nay chúng đi, thì sao ạ? Cái giá trị của cái, những cái bước đi đầu tiên như thế nào, chúng khóc như thế nào, chúng lấy như nào, đấy cũng là các cái cấp độ. Anh các chị có thấy cái điều đó vô cùng ý nghĩa không ạ? Đó, thì với sản phẩm CBD, với cái, các cái cấp độ bán hàng trong CBD cũng vậy đó ạ. Chúng ta hàng ngày chúng ta nâng tầm cái giá trị đó lên, cũng giống như chúng ta cứ ví như chị Miền ấy, ví như yêu những đứa con, nhưng mà đứa con của chúng ta mỗi ngày chúng nó lại có một cái biểu hiện lớn hơn, và chúng ta yêu như vậy để chúng ta chia sẻ với mọi người, được không cả nhà? Đó, một câu thôi, một ý nghĩa thôi, nó vô cùng tuyệt vời. Em xin mời người tiếp theo ạ. Xin mời chia sẻ tiếp theo ạ. Em. Rồi, xin mời. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. À, chị An này, cho em xin chia sẻ với cô Miền một xíu này. À, cái trường hợp mà bí tiểu đấy, khi mà họ dùng trà thì cô Miền cho dùng những cái gì? Mở mic. Yeah, cho dùng Lifosan với trà với Novomin. Lúc đầu là người này là có triệu chứng gì ạ? À, với gì nữa này, quên. Người đây là bị bạch biến. À, thực ra là ở CBD với, nó rất là tuyệt vời. Khi mà dùng dầu, một bệnh, dầu ba san nữa. Yeah, dùng một bệnh nhưng mà nó lại được nhiều bệnh. Ví dụ như cái trường hợp như chị An nói là ở Bảo Lộc ấy, thì cái người đó là bị thoái hóa đốt sống cổ này, và bị mất ngủ, tê tay chân. Thì con cho cái liệu trình hơn 3 triệu một tháng, nhưng mà chị uống đến tháng thứ 2 ấy, thì chị lại đi tiểu. Nghĩa là chị này đầu tiên là cũng bí tiểu viêm đường tiết niệu ấy, kêu là bị viêm đường tiết niệu nhưng không nói là sỏi thận. Nhưng khi mà chị uống đến hơn 2 tháng thì chị đi ra một cái, chị bí tiểu và chị tức, xong chị thò tay là chị móc ra. Chị móc ra thì chị ra được một cái viên sỏi là 17 ly. Đấy. Thế còn cái trường hợp mà một người con trai thì cũng bị kêu là bị suy thận, nghĩa là xong rồi con cũng cho uống, thì lại cái người này thì lại còn kêu là không có sỏi thận. Thế và khi mà bí tiểu nữa thì gọi điện là em ơi chết rồi, anh bí tiểu mà đau lắm, và thế thì chị cho em uống cho em 6 gói, tăng lên một ngày 6 gói. Thế là uống từ chiều đến sáng, thì bỏ sáng ra đau cũng không chịu được. Đi bệnh viện siêu âm, thì đi siêu âm thì chưa kịp siêu âm, thì đi vào toilet đi tiểu ấy, thì ra một viên sỏi. Sỏi đấy là sỏi của cái người đầu tiên là sỏi san hô. Còn của người con trai thì nó sỏi nó mịn, nhưng mà nó sần sùi, à nó mịn nhưng mà nó có lỗ, nghĩa là nó đã hỏng. Cái, bởi thế nên là cái sản phẩm của Siberi ấy, nếu như mà cái trường hợp mà cô, cái người đó mà bí tiểu thì chắc chắn là cái vấn đề về thận là có vấn đề, hoặc là cái sỏi đường tiểu, hoặc là bị viêm. Nhưng mà cái này thì cô cho uống tăng liều lên, tăng cái trà lên,
hoặc là 10 viên pho một ngày. Novomin ấy, 10 viên. Chị xin chia sẻ với cô Miền một xíu thế. Còn động lực của em mỗi ngày thì hàng ngày em vẫn chia sẻ Siuri. Rất là tuyệt vời khi mà ngày hôm qua khách hàng họ chỉ đến than thở về cái thoái hóa đốt sống lưng thôi. Nhưng mà họ chỉ là bị té, xong đó là đi đến bệnh viện và bệnh viện của chị An cho em hỏi là họ bảo là bơm xi măng. Em nghe cái này cũng hơi lạ. Là bơm thẳng vào đốt sống để sống để đỡ. Mà nó là nó chất chất là làm đầy. Đúng chất làm đầy. Nó chất làm đầy và nó là chất cố định. Cố định để cố định để giữ bảo vệ cái đốt sống nó. Thường người ta bị thoái hóa bị nặng quá là người ta bị sao ạ? Bị xẹp dính và bị chèn thì người ta phải bơm cái một cái chất làm đầy xung quanh đó để làm sao nó không bị. Thực ra người này là bị mất mật độ xương và cái đoạn đốt sống nó bị cái sụn, nó đã bị gần như là sơ rồi nên phải bơm vào. Rồi em chia sẻ tiếp đi. Vâng, xong xong là họ, nhưng mà cái khi mà họ sử dụng cái thuốc của bệnh viện ấy thì cái mặt nó rất là nặng. Ừ. Và em có chia sẻ thì họ đón nhận cái liệu trình Siburi rất là thoải mái, khát khao để có được sử dụng, bởi vì họ bảo là đây không phải là thuốc thì tốt quá rồi, vì là tôi rất là sợ thuốc. Nếu mà uống thuốc vào thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều vấn đề. Thế thì cái sản phẩm Siburi của mình thực ra là nếu như mình không 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 lan tỏa chia sẻ sâu, chứ còn nếu như mà ai người ta cũng có thể là đón nhận để họ dùng, bởi vì ai cũng mong muốn có cái sức khỏe. Thế nên là em từng ngày từng giờ là cứ khách hàng đến là em sẽ chia sẻ. Lúc họ không có nhu cầu thì mình cứ gieo vào họ là mình có một cái sản phẩm nào đấy, một cái sản phẩm của Nga có tác dụng trị liệu rất là tốt. Thế còn khi mà họ có nhu cầu thì mình chia sẻ. Đó. Vậy công việc hàng ngày của em thì như vậy. Và động lực thì chính vì cái niềm tin và yêu sản phẩm nên là cứ chia sẻ hàng ngày trên nhà thuốc và kết nối với mọi người trong hệ thống. Làm sao mà để đưa sản phẩm nhiều nhất tới khách hàng và những người thân yêu. Như vậy thôi, em xin chia sẻ với cả nhà như thế. Rồi. Xin cảm ơn Thu Lấn Hẳn. Rồi, cảm ơn. Chúng ta thấy không ạ? Sản phẩm của chúng ta nó có giá trị vô cùng nhiều vì dùng một mà được rất là nhiều. Và cái niềm tin tuyệt đối, tin yêu như con của mình ấy. Lý do là như vậy đó. Rồi, cảm ơn Thủ lĩnh Hạnh. Xin mời chia sẻ của anh chị em tiếp theo ạ. Xin mời đi ạ. Có ai có chia sẻ gì nữa không ạ? Em xin. Rồi, xin mời xin. Có chị nào giơ tay đó, bật mic. Em thấy có chị nào giơ tay bật mic nói đi ạ. Xin mời ai? Rồi, thống xin mời F8 xin mời Hương. Không, chị gì á? Chị Hương. À, chị Hương. Xin mời Hương bật mic đi. Hương bật mic chia sẻ đi. Chị bật mic ngay ở chỗ góc trái dưới cùng của điện thoại á chị. À, chị Yến. À. Chị Yến bật cái mic ở góc trái của chị ấy. Đó, được rồi. Được chưa? Rồi. Xin chào cả nhà. Chào tất cả các thủ lĩnh quốc tế tương lai.
Yes. Vô cùng tuyệt vời. Tất cả các thủ lĩnh quốc tế tương lai, tôi xin chào. Chúc một ngày tràn đầy năng lượng. Thế thì tôi cũng trước tiên là tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cái ý kiến chia sẻ của cả nhà. Thế còn riêng tôi thì tôi xin đóng góp một ý kiến nho nhỏ này thôi. Tại vì thực tế ra thì tôi cũng chưa tìm hiểu được nhiều. Thế cho nên là tôi chỉ xin chia sẻ một cái ý kiến nho nhỏ là một cái tiểu tiết nhỏ thôi. Ở trong các cái cấp độ của mình có một cái cấp độ là bán sản phẩm ấy. Thế thì mình bán sản phẩm và đầu tiên là mình bán cho chính mình. Thế nếu mình muốn bán được sản phẩm mà lại đặc biệt lại cho chính mình thì kiểu như là mình là con chuột bạch ấy. Thế chứ là mình phải hiểu được cái sản phẩm ấy, chi tiết được là thứ nhất là nó là cái gì. Ví dụ nó nói một cái đơn giản nhất là ví dụ như là mình muốn bán cho mình một cái sản phẩm đó là bộ ba thanh lọc chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì mình phải xem là cái bộ ba thanh lọc nó là cái gì. Thế tại sao lại gọi nó là bộ ba? Thế thì mình phải hiểu là tại sao nó là bộ ba. Ví dụ như là nó gọi nó là bộ ba là bởi vì là nó có ba cái lọ. Một cái lọ để thanh lọc các mô bên ngoài này, một lọ để thanh lọc mô bên trong này, và một lọ là để bổ sung vi chất dinh dưỡng này, chống oxy hóa này. Tức là mình hiểu nôm na nó là một cái như là nó để dọn rác ấy. Đấy, ví dụ thế. Thế thì thứ hai nữa là mình cũng phải tìm hiểu xem là ví dụ trong thành phần của nó có cái gì để mà nó có những cái công dụng như vậy chẳng hạn. Thế ví dụ như là trong đó thì có thể ví dụ như trong cái bộ ba này chẳng hạn nó có các vitamin và khoáng chất chẳng hạn. Chính vì thế cho nên là nó bổ sung được vi chất này, nó chống oxy hóa này chẳng hạn. Thế ví dụ thế. Thế vì mình phải tìm hiểu xem là cái công dụng của nó như thế nào. Cái công dụng của nó thì ở trong này ghi nó là duy trì sự trong sạch của cơ thể, ví dụ thế. Thế hoặc là thế thì mục đích là để làm gì? Là để cho cái nguyên tắc mình dùng sản phẩm ấy là thanh lọc này, năng lượng là cân bằng này. Nên chính vì thế cho nên là để mà có cái tác dụng ở trong các cái điều trị thì cái việc đầu tiên là mình phải nghĩ đến là cái việc thanh lọc. Thì vậy thì cái việc thanh lọc thì mình nghĩ đến cái bộ ba này, mình dùng thì nó sẽ có hiệu quả. Thế hoặc là mình phải hiểu được là cái đối tượng dùng như thế nào. Thế thì có thể là có những cái sản phẩm mà không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là với những người già tuổi cao quá, hoặc là những lúc mà cơ thể người ta đang rất là mệt ý, thì mình phải tránh, mình không dùng cái sản phẩm này. Thế thì cùng phải từ những cái hiểu biết này thì mình mới có cái mà để mình biết cách là mình biết cách để mình phối hợp như thế nào để cho có hiệu quả. Thế hoặc là ví dụ như là tôi một cái ví dụ thôi, ví dụ như là bổ sung năng lượng khi mà dùng cái bộ ba này mà kết hợp với những người mà huyết áp cao thì mình được dùng cái sản phẩm như thế nào, huyết áp cấp thấp thì dùng như thế nào. Thế hoặc là ở trong những người mà đang có cái thiếu hụt mà cần phải gọi là cái gì, phục hồi cho đường hô hấp thì dùng cái gì, cho đường tiêu hóa thì dùng cái gì. Thế hoặc là mình để mình hiểu được rằng là nó chuyển hóa khi nó vào cơ thể thì nó có cái chuyển hóa như thế nào, những cái dấu hiệu tích cực như thế nào, hoặc là có những cái mà nó sẽ gây ra những cái khó chịu như thế nào thì mình phải hiểu được để mình hiểu, mình tự tin để mình sử dụng. Ví dụ như là dùng cái sản phẩm bộ ba này chẳng hạn thì vào cơ thể khi mà nó chuyển hóa đến gan thì người ta có những cái mẩn ngứa ở trên da chẳng hạn, thì mình còn biết cách để mình động viên người ta là cứ tiếp tục sử dụng đi, cái này nó không phải là tác dụng phụ như là bên thuốc tây đâu. Bên thuốc tây mà nếu như dùng mà có mẩn ngứa thì buộc phải dừng lại. Thế nhưng mà bên này thì bảo ồ mày quá, tốt quá, chúc mừng chị như vậy là đã bắt đầu là của chị đã bắt đầu được chuyển hóa ở gan rồi đấy. Ví dụ như thế thì nếu mà mình hiểu được như vậy thì cái hiệu quả sử dụng nó sẽ cao hơn, và như vậy là chắc chắn là cái sản phẩm mình cũng sẽ bán được nhiều hơn. Thế thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi sẽ làm, nhưng mà hiện nay tôi chưa làm được. Ví dụ như là
mình có một quyển sổ chẳng hạn, thế thì tôi sẽ kể ra là ví dụ như các sản phẩm này, từng sản phẩm một này, trong đó cái thành phần nó là cái gì này, một cột nữa là ví dụ công dụng nó là cái gì này, thế mà một cái nữa là có thể cao hơn nữa thôi, còn thì có thể lúc đầu là mình cũng chưa tìm hiểu lắm, thì cái cột này có thể để sau cũng được, là cái cơ chế tác dụng như thế nào vào cơ thể nó tác dụng như nào, hoặc là nó thải trừ ra làm sao, thế hoặc là cái cách phối hợp, có thể là phối hợp mà trong những cái bệnh như thế nào, tùy từng thể trạng bệnh ấy, thì cái này thì có thể là do mình phải đọc này, thế hoặc là có thể là được các bạn chia sẻ, thì lúc đó thì mình sẽ ghi vào đây, thế dần dần nó sẽ thành là của mình thôi. Thế thì trên đây là cũng là một một cái ý kiến nho nhỏ của tôi về cái việc đóng góp như thế nào để cho mình bán được sản phẩm. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Em cảm ơn chị Yến, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Thực tế là như thế này, cũng một cái câu chuyện tại sao chai dầu Ban Sam nó tốt như thế, nhưng tập đoàn chỉ ghi mỗi là dầu massage cơ thể. Nếu chúng ta thực sự mà chỉ thấy là nó dùng tốt thì tốt, ok, không sao cả. Nhưng khi chúng ta dùng lâu rồi, chúng ta cũng để ý đến thành phần của nó, gồm bao nhiêu ạ? 19 loại thảo dược khác nhau. Và 19 loại đó có 19 cái công dụng khác nhau. Vậy khi nó kết hợp vào nữa thì nó nhân các cái, nghĩa là nó double các cái công dụng đó lên như thế nào? Đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta tìm hiểu sâu về sản phẩm như chị Yến vừa chia sẻ, thì chúng ta sẽ yêu nó hơn và tăng cái giá trị của sản phẩm hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Không phải các anh các chị phải biết đâu ạ. Chỉ cần chúng ta đọc được thôi ạ. Chứ chúng ta không cần phân tích quá nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu là tại sao. Còn với sản phẩm với tập đoàn ấy, không thể ghi là cái này tác dụng như thế này trên từng sản phẩm một, mà họ ghi rất là chung chung, cũng giống như cái gel khớp, cũng giống như bộ ba thanh lọc. Đúng không ạ? Khi chúng ta yêu rồi thì chúng ta nên để ý một chút, bởi vì yêu như yêu những đứa con. Chị Miền cũng vừa chia sẻ đó. Thì sao ạ? Mỗi ngày chúng ta khám phá ra con của chúng ta lớn hơn một chút, và chúng ta có tình yêu thương đó, chúng ta làm cái năng lượng vào bản thân, chúng ta làm năng lượng yêu thương đó để chúng ta lan tỏa giá trị, thì cái giá trị đó nó sẽ đi được xa hơn, sâu hơn và ngấm hơn với những người chúng ta muốn chia sẻ, đúng không ạ? Và dần dần thì chúng ta cũng sẽ có được những, và cái cấp độ nó cũng nâng lên, đúng không ạ? Khi chúng ta hiểu được thì sao ạ? Như chị Yến chia sẻ tiếp ạ, là cái bán cái chương trình chăm sóc, nghĩa là tác dụng của nó như thế nào, và chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng của CBD là chương trình bản quyền chăm sóc sức khỏe bản quyền đó. Xong cứ dần dần chúng ta nâng cái cấp độ bán hàng lên, và An tin rằng chúng ta luôn luôn tự tin bán niềm tin và bán sự kính trọng, và chúng ta phải hướng đến cái đó chắc chắn, đúng không ạ? Thì chúng ta mới là thành công trong công việc bán hàng ở CBD. Cả nhà có đồng ý không ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Đồng ý. Đồng ý. Cảm ơn các anh chị em một sự đóng góp vô cùng tuyệt vời. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng buổi Zoom ở đây, để chúng ta đi chuẩn bị sao ạ, những cái công việc cá nhân hàng ngày, và chúng ta đi làm tròn cái trách nhiệm công dân, đó là đi bỏ phiếu. Rồi, cảm ơn cả nhà, biết ơn tất cả các anh chị luôn luôn có mặt và đóng góp những cái ý kiến vô cùng tuyệt vời cho những buổi Zoom, và bản thân An cũng học hỏi được rất nhiều từ tất cả các anh các chị. Và chúc các anh các chị một ngày thực sự năng lượng, tràn đầy tình yêu thương, và tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các anh chị và gia đình anh chị, và đồng thời luôn luôn lan tỏa tất cả các giá trị mà CBD đem lại đến cho tất cả những cái người mà anh chị mới kết nối và hoặc là đã có những mối quan hệ trước đó. Và xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đọc buổi kết thúc bằng cái tuyên bố chứng minh CBD. Xin mời Sinh Nguyễn.
Dạ, chúng ta thực hành nghi thức tuyên bố chiến binh Siberia. Yes. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Tôi yêu Siberia mãnh liệt. Tôi yêu Siberia mãnh liệt. Tôi sẵn sàng chia sẻ Siberia mọi lúc mọi nơi. Tôi sẵn sàng chia sẻ Siberia mọi lúc mọi nơi. Tôi hành động liên tục. Tôi hành động liên tục. Tôi hành động quyết liệt. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho thành công của mình. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho thành công của mình. Tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có. Tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có. Thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi. Thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi. Tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người. Tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người. Tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn. Tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn. Tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình. Tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình. Tôi là Nguyễn Văn Sinh. Tôi là S68. Tôi là S68. Tôi là Siberia. Tôi là Siberia. Tôi là Siberia. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. 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 Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúng ta là những doanh nhân bán hàng. Vậy thì chúng ta luôn luôn bồi đắp kiến thức, bồi đắp cái tinh thần năng lượng và hàng ngày nâng cái giá trị để làm sao ạ? Luôn luôn 7 cái cấp độ bán hàng đó luôn luôn được lặp đi lặp lại trong chúng ta mỗi ngày. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúng ta xây dựng doanh nghiệp bằng các cái cấp độ bán hàng và tình yêu thương lan tỏa. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào.